khẩu các bạn ơi. Anh đã dẫn đường ra. Quá dừa luôn. Xin ăn nha. Chạy từ từ xuống à. Mấy con lúa đang di chuyển vô nha các bạn. Đây, chuẩn bị ba băng qua cái khúc con đường này rất là lún luôn này nha. Đâu có dám chở nhiều đâu các bạn. Khúc này nó rất là dài lún luôn á. Không có cắt được cho nên là bỏ lại. Đó, chạy theo con đường mòn này nha. Tới lường không á. Đây à. Nổi đồ đâu dám chở nhiều đâu hớn giờ phía trước nè chưa hết đâu tắt máy luôn rồi. À, đó bề bên kia đó thôi tắt máy nữa. Bên đây xanh lè đâu dám cắt rồi các bạn. Lúng rồi. Vượt qua không qua cũng lợi như cái đèo Bảo Lộc chưa.
quay đậu xuống lúa rồi. Rồi giờ tới trong rồi đó, chiếc xe kia mới chắc lúa xong rồi bắt đầu chuẩn bị chạy ga nữa nè các bạn ơi. Chưa rồi. Máy kéo đang chuyển ga nữa đó các bạn ơi. Con đường này ra vô rồi. Rồi à, tới ngoài đó rồi đó. Rồi tiếp tục máy khẩu lúa này ra nữa các bạn ơi. Có một con đường một nha. Là cắt quá dữ. Bên đây chạy chung cặp 70 nè các bạn. Đó, cặp 70 đang chạy. Hai chiếc này chạy chung mẫu nữa đó nha các bạn. Đấy, đồng bên đây cũng hai chiếc chạy chung mẫu nè. Đây nè. 105 nè. 70 nữa nè. Đây, 93 các bạn ơi, đang cắt miếng đất nước nữa nha. Đất nước này cũng nhờ lúa đứng cũng đỡ rồi các bạn. Lấy miếng đất này đất nước mấy chiếc cậu lúa chạy sáng nước luôn nè. Nhìn đã lắm. Okay.